xin chào, em chào chị Hồng Hạnh nhá, chào chị Ngọc Hoa Nguyễn. Rồi các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của shop Giáng My Bem thì chấm bài cho em đúng không ạ? Chị Liên Trần xin chào, chị Ngọc Hoa Nguyễn xin chào nhá, chị Nhật Khang xin chào, chị Nguyễn Nga xin chào ạ. Rồi các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của shop Giáng My Bem thì chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhá. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc váy hoa. Và váy bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 70kg, tức là từ size S cho tới size 2XL bên em có đủ size nhá. Chị Phượng Hòa em nhìn thấy chị rồi ạ. Chị Vi Bảo Nguyễn xin chào, chị Hương Nguyễn xin chào nhá, chị Huyền Nga xin chào. Các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của shop Giáng My Bem thì chấm bài cho em và chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của em đang mặc trên người đây với giá bán là 18k một chiếc váy hoa các chị nhá. Chị xem Nguyễn xin chào, chị Đào Hằng xin chào ạ. Những chị nào đang xem livestream của em thì chấm bài cho em nhá. Chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên này, em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa, rất đẹp luôn các chị nhé. Chị Ngọc Hoa Nguyễn cảm ơn chị. Rồi các chị ơi, chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên, em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc nhé. Chị Hương Nguyễn hãy tích cực tương tác với em đi ạ. Chị Hoài Nguyễn xin chào ạ. Rồi những chị đang xem livestream của em thì chấm bài cho em đi ạ và chia sẻ các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả được với giá bán là 18k một chiếc váy hoa được chưa ạ? Chị Mắt Hí xin chào. Rồi ạ, những chị nào đang xem livestream của thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc váy hoa, rất là đẹp luôn các chị nhá. Váy hoa dài qua đầu gối. Với size của chiếc váy hoa bên em là từ 40 cân cho tới 75kg, tức là từ size S cho tới size 2XL nhá chị nhá. Chị Sử Khánh Đang xin chào ạ. Rồi chị Hồng Vân Trần xin chào, chúc chị một buổi tối vui vẻ và một ngày thật vui vẻ đúng không ạ? Những chị nào mà đang xem livestream của show em thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc váy hoa, rất đẹp luôn các chị nhá. Và các chị ơi, chất liệu của chiếc váy hoa bên em là chất liệu vang rất là mát luôn. Và mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc váy hoa này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Váy hoa bên em vô cùng đẹp luôn nhá. Chị Khoai Dím xin chào, váy bên em có giá bán là 18k chị nhá. Những chị nào mà đang xem livestream của show em thì chấm bài cho em đi ạ và chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả toàn bộ váy hoa bên em nhá. Váy hoa màu vàng 18k chị Hạnh Hạnh con nhá. Chị ơi, các chị có thể chia sẻ cho em đúng không ạ? Chia sẻ vào các hội nhóm cho em, đủ mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả toàn bộ váy hoa bên em hôm nay với giá bán 18k nhá. Chị Đặng Ngát xin chào, chị Ngân Hoàng xin chào, cảm ơn chị. Chị Nguyễn Trinh xin chào, chị Khoai Dầm xin chào nhá. Váy bên em 18k đấy ạ. Chị Bảo Long Trần đúng không ạ? Chị Bảo Long Trần Nguyễn xin chào, chị Trương Liễu cảm ơn chị. Rồi chia sẻ vào các hội nhóm cho em luôn đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của em với giá bán là 18k một chiếc váy hoa nhá. Chị Hương Trà xin chào, váy hoa bên em chất liệu khoan và có size từ 40 cân cho tới 75kg, bên em có đủ size chiếc váy hoa, rất là đẹp và rất là mát luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc váy hoa này như này đúng không ạ? Chị Vivi mua sản phẩm nào của bên em ạ? Chị Lê Thủy Yếu xin chào nhá. Chị Nguyễn Hương Trà, rồi các chị ơi hãy chia sẻ các hội nhóm luôn cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc váy hoa nhá. Nhắn tin không trả lời, chị đợi cho em nhá. Bên em đang check và check dần dần và hiện tại bên em đang quá tải tin nhắn chị nhá. Chị Ni Ngọc xin chào rồi ạ. Váy hoa bên em có rất nhiều màu luôn này, có màu hồng nút này. Màu hồng nút đây là màu đỏ nhá. Hồng nu màu đỏ đây là màu vàng, hoa màu vàng nhá. 18k một chiếc. Khi nào đủ mốc 100 người xem được chưa ạ? Chị Lợi Đỗ xin chào. Chị Thu Hằng xin chào rồi ạ. Chị Minh Huệ xin chào rồi, chị Minh Phúc xin chào rồi. Các chị ơi chia sẻ và các hội nhóm cho em nhá.
đủ bốc 100 người xem đầu tiên để em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc váy hoa nhá. Các chị ơi, váy hoa thì không thể thiếu trong cái mùa hè này nhá. Giáng sinh thấy chị không? Em nào Giáng sinh hả chị? À, chị Lê Thùy Lưu rồi, ok chị rồi. Còn chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhanh chóng quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán 18k một chiếc váy hoa các chị nhá. Chị Lê Thùy Liễu xin chào ạ. Váy đang mặc là 18k chị nhá, chị chia sẻ vào các hội nhóm cho em luôn đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc chị nhá. Ok em cảm ơn chị. 55kg chị mặc size L cho em, mặc size L cho em đấy ạ. Chị Mạnh Mạnh Lý Đồng chị mặc bao nhiêu? 18k chia sẻ vào các hội nhóm cho em luôn đúng không ạ? Chia sẻ các hội nhóm cho em luôn nhá. Chị Thu Hằng cảm ơn chị. Váy hoa đang mặc trên người của em hiện tại là em cao 1m6 và em nặng 47kg. Và hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy hoa màu size S, chị nhá, size S luôn. Ok chị Trương liệu đây em một chút ạ. Chị Thúy Liễu cho em cái màu đỏ màu vàng đúng không ạ? Rồi còn chị nào đang xem livestream của em thì chia sẻ nhanh chóng cho em và các hội nhóm luôn đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên thì em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa là với giá bán 18k đó chị nhá. Chị Khoai dính lại em một chút nhá. Vâng đây em một chút. Chị Mắt Hí này, ok cảm ơn chị Mắt Hí rồi ạ. Váy đang mặc 18k các chị ơi, chia sẻ với các hội nhóm cho em luôn đúng không ạ? Khi nào mà đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán là 18k chị nhá. Ok em cảm ơn anh trưởng nhá. 55kg chị Thúy Nguyễn, chị mặc size L cho em chị nhá. Chị Cuộc Sống Mới này, chị Cuộc Sống Mới 58kg mặc size L cho em đúng không ạ? Các chị ơi, các chị bên này chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em với giá bán 18k chị nhá. Chị Lương Hoài Thuy Thu để em một chút đúng không ạ? 45kg thì chị Thu Hằng mặc size S cho em nhá. Bán lẹ đi chị ơi, chưa đủ mốc người xem thì em chưa thể bán hàng được chị nhá. Chị sẽ chia sẻ các hội nhóm cho em đúng không ạ? Những chị nào mà đang xem livestream của em thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em luôn đúng không ạ? Để em còn bán hàng đúng không ạ? Chia sẻ vào các hội nhóm cho em này. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới có thể bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em là với giá bán 18k được chưa ạ? 150 người rồi đấy em một chút nhá chị nhá. Chất vải của nó chất vải voan rất là mát luôn chị, Cuộc Sống Mới nhá. Chất vải voan rất là mát. Vài bài váy bên em thì có đủ màu và đủ size từ 40 cân cho tới 75kg, từ 40 tới 75kg này. Và hiện tại là em đang mặc trên người em là một chiếc váy size S nhá, với giá bán 18k được chưa ạ? 60kg chị Thùy Đô mặc size XL cho em chị nhá. Size S chị Phượng nhỏ rồi để em một chút được không ạ? Các chị ơi chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên để em mới có thể bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán 18k các chị nhá. Các chị ơi, các chị tham gia nhóm nào các chị chia sẻ nhóm đấy cho em nhá. Tham gia pet nào các chị chia sẻ pet đấy cho em luôn đúng không ạ? 48kg chị Bình Trần mặc size M cho em đúng không ạ? Chị Nguyễn Ngọc Thúy cảm ơn chị nhá. Chị Đạo Thành chị đã em một chút đúng không ạ? Chị mong thông cảm cho em đúng không ạ? Chị Nguyễn Thảo cảm ơn chị. Rồi các chị ơi chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Đủ bốc 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xả toàn bộ váy hoa của bên em hôm nay với giá bán 18k các chị nhá. Chị 60kg chị mặc size XL cho em đúng không ạ? 50kg chị Minh Mai mặc size M cho em nhá. Các chị ơi chia sẻ các hội nhóm cho em luôn nhanh chóng đúng không ạ? Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu xả được váy hoa bên em với giá bán 18k chị nhá. Chị Vi Bảo Nguyễn rồi chia sẻ vào các hội nhóm cho em đúng không ạ? Chị mặc size M cho em các chị ơi. Em xin nhắc lại là với giá bán của bên em là 18k một chiếc váy hoa này. Váy hoa 18k bên em có 3 màu nhá. Màu đang mặc trên người em là màu hồng nu này, màu hồng nu, còn đây là màu vàng nhá. Màu hồng nu, màu vàng, đây là màu đỏ được chưa? Màu đỏ rất là sang. Với giá bán của bên em hôm nay là 18k một chiếc váy này được chưa? Nên chị nào hôm nay muốn mua sản phẩm này của bên em với giá bán là 18k này thì hãy để lại cho em comment là 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại cho em này. Với giá bán 18k của bên em hôm nay chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 5 lần trên các hội chợ nhóm và 10 lần các hội 5 lần trang cá nhân và 10 lần hội nhóm được không ạ? Chị Văn Sĩ Quý ơi 18k chị cho em xin số điện thoại chị nhá. Chị Thu Phạm em cảm ơn chị. Ok chị Trần Hồ Tuyệt Như nhá, cảm ơn chị rồi. Chị muốn mua váy này, chị muốn mua màu nào ạ? Thì chị cho em xin số điện thoại luôn đúng không ạ? Ok các chị ơi, các chị nhanh chóng comment cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn các chị nhá. Váy đang mặc của em có giá bán là 18k chị nhá, 18k rất là đẹp luôn. Và với giá bán của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em nhá. Rồi em xin nhắc lại size của chiếc váy này này.
từ 40 cân cho tới 75 kg, là bên em có đủ size của chiếc váy này từ 40 tới 75 kg. Bên em hiện tại thì có 3 màu nhá, hiện tại em đang sale còn 3 màu này, màu hồng nu, màu vàng và màu đỏ nhá, với giá bán 18k của bên em, áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần tra cá nhân và 5 lần trước hội trợ nhóm cho em, đúng không ạ? Của chiếc váy này là bên hiện tại bên có 3 màu nhá. Màu đỏ này, màu hồng nu và đây là màu vàng nhá. Màu vàng rất là sang luôn. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng nu với giá bán của bên em là 18k một chiếc váy nhá. Váy bên em thì nó dài tới qua đầu gối. Nó dài hiện tại là dài qua đầu gối các chị nhá, và với giá bán của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em, đúng không ạ? 3 màu size L chị mua 3 chiếc, chị cho chia sẻ các 3 lần cho em chị nhá. Chị Phạm Vân lấy một chiếc màu vàng đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng mua để lại cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn, đúng không ạ? Với giá bán là 18k một chiếc váy hồng nu rất là sang luôn, chị hiểu chưa ạ? 18k một chiếc váy này, hiện tại bên có 3 màu nhá. Màu đỏ, màu hồng nu và đây là màu vàng rất là sang luôn. Và size của bên em mà từ 40 cân cho tới 75 kg thì bên có đủ size của chiếc váy này, đúng không ạ? Rồi các chị nhanh chóng chốt luôn cho em với giá bán là 18k nhá. Em chị xin nhắc lại là bên em chỉ áp dụng cho giá 18k, bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ, và 5 lần trên hội trợ nhóm các chị nhá. Để mua váy bên em này với giá bán 18k, các chị chỉ việc comment là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em thôi ạ. Và sau đó là mình nhớ quay ra chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhé, là mình có thể mua được váy bên em với giá bán là 18k, được chưa ạ? Chị Bùi Nga 18k màu vàng, chị lấy size gì đấy ạ? Chị bà của cách đúng không ạ? Chị bà cách này, chị lấy thì cho em xin số điện thoại 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em, đúng không ạ? Chị Diễm Ploy lấy màu gì ạ? Chị Tùng Quyên Hiếu Nghĩa lấy một chiếc màu vàng, rồi chị đã chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em chưa? Rồi còn chị nào ở đây muốn sở hữu chiếc váy của em với giá bán là 18k này thì nhanh chóng chốt luôn cho em và để lại cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em, đúng không ạ? Chị Sâm Thị Nguyên hôm nay bên em đang sale xả toàn bộ váy hoa là 18k chị nhá. 18k và size của chiếc váy này bên em là từ 40 cân cho tới 75 kg, từ 40 tới 75 kg em có đủ size của chiếc váy này nhá. Và hiện tại em đang mặc trên người của em đây là một màu hồng nu rất là đẹp và rất là sang luôn. Chị Quân Nguyễn em cảm ơn chị nhá, lấy một chiếc 18k màu vàng được chưa ạ? Rồi các chị ơi, các chị muốn không nhận comment của mình thì các chị hãy nhanh chóng comment là 18k kèm màu kèm số điện thoại và nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment được chưa ạ? Từ 40 cân cho tới 75 kg em có đủ size này. Đây là màu đỏ nhá, đây là màu hồng nu và đây là màu vàng. Màu vàng thì rất là đẹp luôn, màu vàng thì là vô cùng đẹp. Và các chị ơi, cái váy của bên em thì nó dài qua đầu gối. Nó dài qua đầu gối một chút xíu thôi nhá. Và với giá bán 18k nhá chị Mai Nguyên nhá. Chị nào muốn mua xỉ chiếc váy này có thể là inbox cho em để em báo giá xỉ được chưa ạ? Chị nào muốn mua xỉ chiếc váy này của anh em có thể inbox cho em để em bán giá xỉ nhá. Em bán giá xỉ từ 10 chiếc trở lên để em tính giá xỉ của chiếc váy này được chưa ạ? Màu đang mặc là màu hồng nu nhá chị Hoàng Diễm Thuy nhá. Chị 46 kg mặc xé cho em. Chị Phương Kế này, chị Phương Kế cảm ơn chị. Chị Ngọc Hà để em một chút. Chị Hương Lài ơi, váy bên em 18k áp dụng chia sẻ đủ 3 lần tra cá nhân và 5 lần trước hội trợ nhóm cho em, đúng không ạ? Chị Trần Ngọc Thúy cảm ơn chị nhá, chia sẻ rồi đúng không ạ? Chị Đoàn Kim váy bao nhiêu 18k chị nhá. Các chị ơi, đằng eo của nó là các chị có thể bỏ cái đai ra hoặc là thắt đai vào thì đều ok hết nhá. 55 kg thì chị Hiếu Nghĩa mặc size L cho em chị nhá. Rồi còn chị nào muốn mua chiếc váy này của anh em, muốn sở hữu chiếc váy này của anh em thì nhanh chóng chốt luôn cho em mà để lại cho em là 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em nhá. 18k chị Trương Hằng lấy một chiếc size M cho em xin số điện thoại nhá. Chị comment có muốn 54 kg mà không để size thì em sẽ không thể lên đơn hàng cho mình được đâu ạ. 18k màu hồng nu chị Hoàng Huỳnh này, chị cho em xin số điện thoại luôn đúng không ạ? Rồi
18 ca màu hồng vàng đỏ, chị lấy 3 chiếc cho em xin. Chị chia sẻ gấp 3 lần cho em nhé, chia sẻ gấp 3 lần cho em đúng không ạ? Bốn mươi lăm kg chị Châu Loan mặc size cho em chị nhá. Chị mặc bi nhiêu ạ, là cái gì chị nhờ, em không hiểu chị nhờ. Chị Ngọc Dương, chị màu đỏ đúng không ạ? Rồi chị nào muốn mua chiếc váy này, mua xỉ của em thì bên em vẫn bán xỉ cái chị nhá, bên em bán xỉ váy này nhá. Nên chị nào muốn mua váy này của em thì bên em vẫn bán xỉ bình thường đúng không ạ? Chị Nguyễn Thảo giờ mới thấy comment của mình nhá. Các chị ơi, để mình không bẩn comment nữa, chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Và được chốt đơn hàng với giá bán 18k thật nhanh chóng nhá. Đúng rồi, 18k một chiếc váy hoa đây. Chất liệu của nó, chất liệu khoan rất là mát luôn. Chất liệu khoan rất là mát như thế này đấy ạ. Chất liệu khoan rất là mát. Đây là váy hoa màu vàng, đây là màu vàng của em đây. Chị nào mà yêu thích cái gam màu vàng này, các chị có thể comment cho em là váy hoa màu vàng và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Màu vàng xét. Ok, chị Nguyễn Thị Sang cho em xin số điện thoại nhá. Chị Kiều Duyên ơi, 18k, chị Cúc Nguyễn thấy comment của chị rồi. Nhiều chị có hỏi em là sao không trả lời comment của chị thì nhiều khi comment gần với em để không trả lời câu hỏi của mình đúng không ạ? Chị Thúy Thúy 55kg mặc size L cho em nhé. Các chị ơi, hiện tại đang mặc trên người của em đây là màu hồng nu nhá. Màu hồng nu rất là sang, chị nhìn màu hồng nu đẹp chưa? Màu hồng nu rất là sang luôn. Còn chị nào không yêu thích, không thích cái màu hồng nu có thể mua cho em sang màu màu vàng rất là sang. Đây là màu đỏ đây. Đây màu đỏ, đó màu đỏ thì nó đẹp, màu đỏ thì rất là sáng da rất là đẹp luôn. Ok. Chị ơi, dáng váy của em thì nó sẽ dài qua đầu gối một chút chị nhá, dài qua đầu gối một chút. Em xin nhắc lại cái giá bán của bên em cho những chị vào sau biết đúng không ạ? 18k một chiếc váy hoa này được chưa ạ? Có 3 màu này, màu vàng, màu hồng nu và đây là màu đỏ nhá. Với giá bán 18k của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chơi hội chợ nhóm cho em nhá. Được chưa ạ? Chị Kim Hiệp ơi, bây giờ mình thấy comment của chị nhá chị nhá. Váy đang mặc của em là 18k 63kg, chị Phương Linh Nguyễn mặc size M, size XL cho em cho đẹp nhá chị nhá. Rồi chị Mỹ Lan 18k màu hồng. Chị Huyền Kim Tuyền đúng không ạ? Thấy chị không? Em thấy comment của chị rồi. Còn chị nào muốn chốt với còn chị nào muốn sở hữu cái váy hoa của bên em thì nhanh chóng để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau là với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Và 5 lần chị hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? 60kg chị Bích Hồ Ngọc mặc size XL cho em nhá. Còn chị Bích Đào Nguyễn 56kg mặc size L cho em đúng không ạ? Từ 40 cân cho tới 75kg là bên em có size. Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy size S nhá. Chất liệu khoan và có size rất là đẹp luôn. Và mùa hè đến rồi các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy hoa như em mặc trên người đi ạ. Em thấy nó thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này. Tại vì giữa thời tiết đang rất là nóng như này đúng không ạ? Ok này, rồi chị nào muốn săn hàng giá rẻ của em thì hãy ở lại và tham gia cái livestream này của bên em nhé. Biết đâu hôm nay chị là các chị sẽ là người may mắn mua được áo bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Chị Hoa Mai Cao Thị ơi, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi bắt đầu em chốt đúng không ạ? Chị nào ạ, 63kg chị Phương Linh Nguyễn mặc size XL cho em nhé. Các chị ơi, còn chị nào mà chưa chia sẻ, các chị hãy nhanh chóng quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chơi hội chợ nhóm cho em nhé. Áo da beo một tuần trước chưa thấy hàng giao hàng ở chị có thể inbox lại cho em kiểm tra hàng của mình đúng không ạ? Ok, chị Thúy Liễm cảm ơn chị nhá. Rồi không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được áo của bên em hôm nay với giá bán là 18k đúng không ạ? Nên các chị hãy ở lại cái livestream này của bên em hôm nay, biết đâu các chị là người may mắn mua được váy này của bên em hôm nay với giá bán 18k đúng không ạ? Chị nào muốn săn hàng giá rẻ của bên em thì hãy ở lại cái livestream này nhá. Biết đâu các chị cũng sẽ là người may mắn hôm nay mua áo bên em với giá 18k đúng không ạ? Rồi, các chị ơi không để các chị đợi lâu mà em bắt đầu sẽ quay số trúng thưởng luôn nhá. Hiện tại trên bài viết của bên em đang ghi một cái số điện thoại là 0912 được chưa ạ? 991648 nhá. Chị nào có đuôi số điện thoại trùng với những cái số em quay sau đây thì chị đó sẽ là người may mắn mua được váy hoa của bên em hôm nay với giá bán là 18k một chiếc váy hoa được chưa ạ? Rồi đây là vòng quay, đây gọi là vòng quay may mắn của em hôm nay nhá. Rồi em bắt đầu quay số đầu tiên này. Chị nào các chị hãy chuẩn bị điện thoại và các chị đó chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ luôn cho em luôn đúng không ạ? Bắt đầu chốt với giá bán 18k nhá được chưa ạ? Rồi hôm nay chị nào không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn đúng không ạ? Rồi em sẽ quay số đầu tiên. Con số may mắn đầu tiên hôm nay của em sẽ là con số 38 nhá. Con số hôm nay bên em sẽ là con số 38 này rồi ạ. Con số may mắn tiếp theo hôm nay của em sẽ là con số 03 này, 03 này, 0338 được chưa ạ? 03 và 38. Rồi con số may mắn tiếp theo hôm nay của em sẽ là con số 13 được chưa ạ? 130338. Chị nào có đuôi số điện thoại 03, 13 và 38 nhanh
chóng gọi điện về cái số điện thoại 0912 này 991648 để bên em trao tặng là một chiếc váy hoa của bên em đây với giá bán là 18k các chị nhá. Rồi ok chưa ạ? Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được váy này của bên em với giá bán 18k nên các chị hãy ở lại cái livestream này của em nhá. 18k một chiếc váy hoa thôi. Em vẫn đang để cái điện thoại đây và để lớp chuông thật to lên nhá. Để lớp chuông thật to lên. Em sẽ trực điện thoại liên tục luôn này. Hiện tại là em có số 031338 được chưa ạ? 031338 hiện tại chưa có ai gọi, em sẽ để ngay đây đúng không ạ? Rồi em sẽ để ngay đây nhá. 031338 hiện tại ở đây đúng không ạ? Rồi chị nào có đuôi số điện thoại là 031338 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại em đang ghim trên màn hình để bên em tặng các chị nhà một chiếc váy này với giá bán là 18k một chiếc váy nhá. Rồi ok chưa ạ? Rồi 031338 rồi. Em sẽ không để chị lâu mà sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này này. Cái váy này của em có mã là H5, size của nó từ 40 cân cho tới 70kg. Từ 40 cân cho tới 70kg. 38 có người gọi luôn các chị nha. 38 có người gọi rồi đấy ạ. Alo, Facebook của chị là gì? Facebook của chị là gì á? Facebook chị nói nhanh của em ấy chị ơi. Facebook chị là gì ạ? Cái gì chị? Nam cháo đúng không ạ? Ok thì nhá, xin chúc mừng chị nhá, là người may mắn mua được váy này của em với giá bán là 18.000 chị nhá. Cảm ơn chị. Vâng vâng, cảm ơn chị nhá. Inbox cho em, vâng ạ. Số 38 đã qua đi rồi, hiện tại là em chỉ còn số 03 và 13 là chưa có ai gọi nhá. 03, 13 chưa có ai gọi, em sẽ để đây đúng không ạ? Em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này, không để các chị chờ lại lâu đúng không ạ? V28 em gửi hết rồi chị Phương Lê nhá, gửi hết rồi đấy ạ. H5 bên em là hiện tại là đang bán trên cửa hàng của em là 270.000 nhá. Nhưng trong cái livestream này em giảm từ 270.000. Khi các chị chia sẻ cho em từ 270.000 này, khi các chị chia sẻ cho em chỉ còn giá bán bên em đây, để đây, chỉ còn giá bán số nào gọi đây? 13 có không nhỉ? Nghe luôn. Alo, Facebook của chị là gì đấy ạ? Khuyên Hiếu Nghĩa đúng không ạ? Rồi em xin chúc mừng chị nhá, là người may mắn tiếp theo đã mua được váy này của bên em với giá bán 18k đấy chị nhá. Rồi em cảm ơn chị ạ. Rồi em chào chị. Vâng ạ. Đây chụp lại màn hình. Số 13 thì đây em chỉ còn số 38. À 03 thôi này, chưa ai gọi điện nhá. H5 của bên em hôm nay có giá bán là bật nhạc lên. H5 của bên em này có size từ 40 cân cho tới 70kg được chưa ạ? Và hiện tại đang bán trên cửa hàng của em là 270.000 nhá. Nhưng trong cái livestream này khi các chị chia sẻ cho em thì cái váy này của bên em chỉ còn giá bán là 190.000 được chưa ạ? Nên chị nào mà muốn mua sản phẩm này của bên em này, cái mã H5 của bên em đây với giá bán là 190.000 thì để lại cho em comment là H5 này kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi, các chị ơi đã quay số trúng thưởng rồi đúng không ạ? Nên các chị vui lòng là không comment 18k nữa cho em nhá. Em ghim số điện thoại đây rồi chị ơi, chị Kim Dung đã ghim số điện thoại rồi chị nhá. H5 của bên em có giá bán là 190.000 một chiếc. Khi các chị chia sẻ cho em là chỉ còn giá là 190.000 một chiếc váy này thôi được chưa? Rồi chị Đào vặn sự một chiếc đầu tiên này. H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em. Chị Toàn Black ơi, chị có thể chị cho em xin luôn số điện thoại của mình trên đây để em kết thúc cái livestream, em sẽ ghi ra và báo các bạn TLC bên em đúng không ạ? Chị Hạnh Vũ ơi, 0912991648 em đã quay hết số nhà, hiện tại em chỉ còn số 03 thôi chị nhá. Rồi chị nào muốn mua sản phẩm này của em thì comment cho em là H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? H5 190.000 các chị nhá. H5 190.000, size từ 40 cân cho tới 70kg này, có 3 màu, màu đỏ, màu hồng nu và màu vàng nhá. Rồi chị Đăng Anh tiếp theo ạ. Nói lại số điện thoại đi. Chị ơi 0912991648 em hiện tại em chỉ còn số 03 chưa ai gọi đúng không ạ? Hiện tại bên em còn số 03 là chưa ai gọi các chị nhá. Rồi cứ H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị ơi, chị Thùy Lê hôm nay mới xem cái live stream đầu tiên của bên em đúng không ạ? Nên chị đừng nói thế chị nhá. Chất liệu của nó chất liệu van nhá, chị Thạch Thảo nhá. Chất liệu van rất mát luôn được chị ạ. Ừ. 44kg mặc size cho em chị nhá. Rồi phải có mã
H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại thì em mới lên đơn hàng được nhá. Các chị ơi, em sẽ bỏ qua tất cả những đơn không có mã được không ạ? Em chỉ chốt đơn hàng cho những chị nào mà để lại cho em theo đúng cú pháp là H5 này. H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Nên các chị vui lòng là không comment 18k nữa cho em nhá, được chưa ạ? Rồi, cứ H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Đang mặc trên người em đây là một màu hồng nu nhá. Chị hệ thống Messenger và chị Diễm Phan vui lòng không comment 18k nữa xẻo chơi comment của em đúng không ạ? Váy của em thì nó sẽ dài tới khoảng qua đầu gối một chút thì nhá. Dài qua đầu gối một chút được chưa ạ? H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Ok, chị Toàn mà lách nhá. Ok, chị Toàn mà lách ngày mai em sẽ có điện luôn được chưa ạ? Chị Nam cáo hết 18k rồi, vui lòng không comment 18k nữa cho em nhá. Cả chị hệ thống Messenger cũng vui lòng không comment 18k nữa cho em được chưa ạ? Còn chị nào muốn sở hữu chiếc H5 của bên em thì comment luôn cho em là H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình này. H5 190.000 một chiếc thôi được chưa ạ? Chị Quách Nguyễn ơi, 18k hết rồi, chị vui lòng không comment 18k nữa cho em nhé. Chị Liễn Hành 50kg mặc size M cho em và chị hệ thống Messenger vui lòng không comment cho em luôn đúng không ạ? Chị Phương Trinh gọi tên em đi, em gọi chị rồi nhá. Rồi cứ H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Thì em lên đơn hàng được, em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà không có mã và không có số điện thoại, em sẽ không thể lên hàng cho mình được chưa ạ? Chị ơi, màu vàng nó sẽ như thế này, thì em màu vàng thì nó vô cùng đẹp rồi ạ, màu vàng thì vô cùng đẹp luôn các chị nhá. Rồi màu hồng nu cho em xin là H5 kèm theo số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Chị Ánh Phương ơi, 190.000 một váy nhá. Chị hệ thống Messenger em chỉ còn số 03, chưa ai gọi thôi chị nhá. Đúng rồi chị Nam, cả hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những cái livestream sau của em, biết đâu của chị cũng sẽ là người may mắn được chưa ạ? Mặc đến qua đầu gối một chút xíu thôi nhá chị bé bụng nhá. Em xin nhắc lại là cái mã H5 của bên em có giá bán là 190.000 nha, được chưa ạ? 190.000. Đây, cái dáng váy của em sẽ như thế này ạ. Dáng váy của bên em sẽ như này, là có một cái đai áo nhá, một cái đai rất là đẹp luôn. Cái đai này thì các chị có thể bỏ ra hoặc là đeo vào thì đều ok hết, được chưa ạ? Từ 40 cân cho tới 70kg là bên em có đủ size của chiếc váy này, được chưa ạ? Vâng, màu đang mặc của em là màu hồng nu chị nhá. Màu đang mặc của bên em là màu hồng nu đây, màu hồng nu rất là sang, các chị nhìn này. Màu hồng nu rất là sang luôn. Khoảng 29 em gì có 29 nhỉ? Em ở ngoài Hà Nội nhá chị nhá. Rồi cứ H5 kèm màu vào kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Em đã bán giá 190.000 là giá sale, là sale kịch sàn, không như nào bán rẻ bằng nhà em đâu các chị nhá. Hiện tại thì trên cửa hàng của em đang bán với giá là 190.000 được chưa ạ? Nhưng trong livestream em giảm từ 270.000, nhưng trong livestream em giảm từ 270 xuống còn 190.000 chị nhá. 38 người gọi chị nhỉ? Chị ơi, 38 có người gọi rồi, đừng gọi nữa đúng không ạ? Mờ quá không thấy đúng không chị? Chị Liễn Hạnh bảo mờ quá không thấy. Ok, chị Diễm Trần. Chị Diễm Trần ơi, chị có thể cho em xin cái mã H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Cứ H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Với H5 của bên em là 190.000, chị Thạch Thảo xem sao hàng trên toàn quốc được chưa ạ? Còn chị nào muốn chốt cái mã H5 thì chốt luôn cho em nghe máy này. Chị nào muốn chốt cái mã H5 thì chốt luôn cho em đúng không ạ? H5 190.000 thôi, 190.000 một váy nha. Đây, màu đang mặc của em trên người em là màu hồng nu đây. Và nó dài tới qua đầu, các chị nhìn qua đầu gối đây. Qua đầu gối đây. Đấy, qua đầu gối các chị nhá. Bên có bán sỉ, chị Hoàng Lan có bán sỉ rồi. Cứ comment cho em là H5 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Cho chị màu hồng nu 64kg mặc size XL cho em đấy chị. Chỉ một mình cho em xin H5 và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Minh Trang ơi, màu đỏ của em sẽ như thế này chị nhá. Màu đỏ của em sẽ như thế này chị này. Đó, đây là màu đỏ của nhà em đây. Dáng váy đây, đằng sau ở đây. Đây là đằng sau của chiếc váy này, còn đây là đằng trước. Giá bán 190. Em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà không có mã và không có mã thôi đúng không ạ? Các chị mà comment mỗi số điện thoại không thì em sẽ không thể đơn hàng được chị nhá. Xếp là 25.000 nha chị nhá. Chị Hiền Du lấy váy đang mặc cho em xin H5 được chưa ạ? Chị Hiền Du comment lại như các chị đang comment đúng không ạ? Chị comment sai cú pháp em sẽ bỏ qua đơn hàng của mình ngay lập tức được chưa ạ? Ok, chị Mỹ Đoan để em một chút nhá. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau đi ạ. H5 là 190.000 đúng không ạ? Chị Lợi Đỗ ơi, em chúng mà sao gọi không được đúng không ạ? Bên em đang kết thúc rồi nhá chị Lợi Đỗ nhá chị nhá. Đang gọi đã kết thúc rồi. Những chị nào mà nhanh nhất thì được thôi ạ. Nhanh nhất thì là được thôi chị nhá. Em cao 1m60 và em nặng 47kg và hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy size S các chị nhá. Còn size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều các chị ạ. Chị Lương Oanh ok chị. Các chị ơi, em không kịp đọc chốt thì các chị cứ để lại cho em là H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Bảo Trân hồng nu 190.000 cho em xin là H5 kèm số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Hồng Nguyễn ơi, em thấy comment của chị rồi. Rồi còn chị làm một chốt cái mã H5 thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá. Em sẽ chốt cái mã H5 trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này được chưa ạ?
Rồi H5 của em 190.000 thôi, rất là đẹp và rất là rẻ. Chất liệu của nó chất liệu van nhá. Các chị ơi, mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc váy này khi mặc ra ngoài đường được chưa? Chị Diên Vũ Vân lấy H5 thì cho em xin chị comment có mỗi số điện thoại không thì em sẽ không thể đơn hàng cho mình đúng không ạ? Mửa Nam Cáo là em rồi. Chị Nam Cáo đúng không? Chị Nam Cáo hôm nay là người chúng mà chị Nam Cáo. Bên đã ghi hàng của chị rồi, mai thì bên gọi điện cho chị thôi, chị đừng lo nhé chị nhá. Chị Trần Hạnh giá bao nhiêu? 190.000 nha chị nhá, 190.000 thôi ạ. Các chị ơi, đang trong cái live stream này bên giảm nhá, giảm khi các chị chia sẻ cho em là chỉ có 190.000 thôi đúng không ạ? Size của nó là từ 40 cân cho tới 75 kg. Giá của nó là 190.000 một váy. Váy của bên, váy maxi, không phải maxi mà nó chỉ dài qua đầu gối một chút xíu thôi. Chị Hồng Nguyễn 53 kg mặc size M cho em, có thể lại cho em H5 kèm màu và kèm theo số thoại của mình cho em nhé. 75 kg em có size. Chị Mai Đặng Thị Mai 75 kg mặc size 2XL cho em thôi, 4XL sẽ rộng mà không đẹp đâu ạ. Chị Thương Tiền tuyệt đẹp đúng không ạ? Em thấy comment của chị rồi. Chị Hồng Huế này một cái nào cho em xin mã H5 và kèm theo số thoại của mình cho em luôn đúng không ạ? Cứ H5 kèm số thoại, H5 kèm số thoại cho em nhé. Bên em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà không có mã đúng không ạ? Và có số điện thoại không thì em cũng không tính luôn nhá. Em chỉ chốt hàng cho những chị nào để lại cho em là mã H5 có số điện thoại thôi đúng không ạ? Váy trên đầu gối không có nhá. Chị Hạnh Trần Nguyễn ơi, váy H5 của bên em thì nếu mà trên đầu gối thì nó quá là quê luôn chị nhá. Ở đây bây giờ không ai mặc cái kiểu của nó trên đầu gối như vậy đâu chị, nó quá là quê luôn. Bây giờ người ta thường người ta chỉ mặc những cái váy nó dài qua đầu gối thôi. Tại vì cái dáng mà dài qua đầu gối thì nó vô cùng đẹp, vô cùng sang luôn cho em nhá. Chị Minh Huệ Nguyễn 43 kg mặc size S cho em được chưa ạ? Chị hệ thống Messenger có người trúng rồi nhá, chị hệ thống Messenger chị nhá, có người trúng 18k hôm nay của bên em rồi nhá. Rồi, còn bây giờ thì em đã quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này bên em là 190.000 rồi chị nhá. Rồi cứ H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Đây là màu vàng này, các chị ơi, màu vàng thì nó quá là xinh luôn, quá là sang và quá xuất sắc luôn nhá. Chất liệu của nó là chất liệu voan và rất là mát luôn. Và mùa hè này, và mùa hè tới rồi, các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy hoa đi ạ. Em thấy thực sự rất cần thiết cho ngày mùa hè này đúng không ạ? Chị Nam Cáo bảo gì đây? Ok, chị Nam Cáo hôm nay là người trúng mini game của em và chị Nam Cáo nhá. Chị Nam Cáo mai em sẽ gọi điện đúng không ạ? Mét 50 chị mặc size S cho em thôi, chị Hạnh Trần Hồng nhá. Nó dài tới đầu gối một chút xíu thôi. Quá đẹp luôn chị nhá, và quá xuất sắc luôn đấy ạ. Chị Hồng Huệ 54 kg mặc size M cho em nhá. Dăm em có giá bán 150, dăm nhà em thì là hôm nay em sẽ không like xong chị nhá. Bao nhiêu một váy 190 nhá. Chị Hồng Huệ muốn mua thì comment cho em mà H5 kèm số điện thoại cho em. Chị Thúy Nguyên em nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã H5 thì chốt luôn cho em H5 kèm số điện thoại này. Đang mặc trên người em đây là màu hồng nu nhá. Màu hồng nu rất là sang luôn các chị ạ. Đây, tay áo của nó thì tay áo nó bo gấu nhá, bo gấu rất là sang đây các chị ạ, bo gấu thì mặc rất thoải mái luôn, đây bo gấu rất thoải mái luôn đấy ạ. 190.000 một váy thôi. Đang mặc trên người em là màu hồng nu, đây là màu hồng nu, đây là màu vàng nhá, đây là màu đỏ được chưa ạ? Rồi cứ H5 kèm số điện thoại cho em nhá. 4XL thì bên không có size đâu, chị Mai thì đặng nhá, không có size đâu chị ạ. Bên chỉ có size kịch kim tới size 2XL, bên có kịch kim thôi, chị Mai thì đặng nhá. Rồi chị hệ thống Messenger. Hệ thống Messenger hôm nay không chụp mini game của nhà em đâu, chị hệ thống Messenger thì đừng nói thế nhá. Mẫu cao và cân nặng bao nhiêu vậy? Chị Diễm Phan ơi, em cao 1m6 và em nặng 47 kg. Và hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy size S chị nhá, 60 kg mặc size XL cho em. Chị Bích Lộ Nguyễn cho em xin H5 và kèm theo số điện thoại của mình này. Có 3 màu này, màu vàng, màu hồng nu và màu đỏ nhá. Vàng, hồng nu, màu đỏ đây, 190.000 một váy rất là sang luôn. Chị hệ thống Messenger mới không trúng mà chị đừng nói thế, mới không có trúng. Màu trắng em không có chị Út Bé nhá. Hôm nay chị hệ thống Messenger không phải là người trúng mini game của nhà em đâu chị nhá. Chị ok chị Thúy Nguyễn cảm ơn chị. 70 kg em có size nhá chị nhá. Chị gì đấy ạ? Chị Kim Dung Quách cho em xin H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Từ 40 cân cho tới 75 kg em có đủ size thôi, tức là đến size 2XL kịch kim của váy này rồi. Chị Ánh Hân ơi, giá bên em là 190.000 đấy chị nhá. Chị Sally Trần để lại H5 kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà không có H5 được chưa ạ? Em chỉ chốt đơn hàng và lên đơn tự động cho các chị khi các chị để lại cho em mã H5 này và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Đang mặc trên người em đây hiện tại là một chiếc váy size S nhá các chị, váy đẹp chưa ạ? Mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc váy von khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Mặc đi chơi, đi du lịch này, đi với chồng, đi với người yêu, đi bất cứ người ai thì mặc đều ok hết các chị nhá, rất là xinh luôn. Và mùa hè thì không thể thiếu những cái chiếc váy này đâu các chị nhá. Nên các chị hãy tranh thủ sắm cho mình một cái chiếc váy đang mặc trên người em đúng không ạ? Em thấy nó thực sự rất là cần
thiết trong cái mùa hè này nhá, thực sự rất cần thiết luôn nhá, rất rất cần thiết tới nó nhá. 190.000 một váy thôi chị ạ, 190.000 một váy là đủ size từ 40 cân cho tới 75 kg. Và hiện tại trên cửa hàng của em đang bán cái váy của bên em đây là với giá bán 270.000. Nhưng mà trong cái livestream này này, khi các chị chia sẻ cho em đúng không ạ, em tri ân đến các chị là khi các chị chia sẻ cho em này, chỉ còn giá từ 270.000 giảm xuống cho các chị còn 190.000 một váy thôi chị nhá. Ok, chị Suli Trần này, chị Kiều Lê, 190.000 chị nhá. Màu em đang mặc chị Kim Dung Quách, đúng rồi chị, màu đang mặc là màu hồng nu nhá. Các chị ơi, màu hồng nu quá sang và quá xinh và quá yêu luôn các chị ạ, quá xinh, quá sang và quá yêu luôn. Các chị ơi, các chị có thể bỏ cái nơ này ra nhá, bỏ nơ ra rất là đẹp luôn. Không mặc nơ hoặc có nơ, em thích mặc nơ cho là đáng yêu, cho là baby được chưa ạ? Bao nhiêu ạ? 190.000 chị nhá, 190.000 đấy ạ. Em xin nhắc lại size cho các chị vào sau được chưa ạ? Từ 40 cân cho tới 75 kg, từ 40 tới 75 kg, chị Toàn Hoàng 40 kg mặc size S cho em này, để lại cho em H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Nhi Trương 65 kg mặc size XL cho em, để lại cho em H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em trên cùng dòng comment cho em nhé. Em sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng mà không có mã và không có số điện thoại đúng không ạ? Bên em chỉ lên đơn hàng và chốt đơn hàng cho những chị nào để lại cho em theo đúng cú pháp là mã H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em thôi nhé. Các chị có comment cho em là H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Bên shop dáng mi của em thì bán hàng từ trước tới nay là bán hàng toàn hàng đẹp thôi và giá vô cùng cạnh tranh, vô cùng rẻ luôn các chị nhá. Riêng chiếc váy này của bên em thì em bao giá toàn Facebook luôn đúng không ạ? Em bao giá toàn hook chắc chắn 100% như thế luôn. Không nhà nào bán rẻ cái váy này của nhà em với giá bán 190.000 này. Mà chất liệu vải đẹp như thế này đúng không ạ? Chất liệu vải mát đẹp như này đúng không ạ? Từ 40 cân tới 75 kg nhá, 58 kg chị Nguyệt Cầm mặc cho em, đâu chị mét 62 mặc size L cho em thì nhá, cho xinh nhá. Chị mặc size L là vừa đẹp, là vừa như may và không phải đổi hàng luôn nhá, được chưa ạ? Tránh tình trạng đổi hàng nhá. Em cao 1m6 và em nặng 47 kg, đang mặc size chị nhá. Có bao nhiêu màu em? Có 3 màu này, màu đỏ, màu hồng nu, màu vàng đây, màu vàng đây, màu vàng thì vô cùng yêu và vô cùng xinh luôn. Cái chiều dài của chiếc váy của bên em nó dài qua đầu gối một chút nhá. Chị Hoa Mai lấy màu đỏ cho em xin mã H5, chị comment là màu đỏ dưới điện thoại 01659. Nhưng mà không để lại cái mã H5 thì em sẽ không thể lên ngân hàng của chị được. Và em sẽ bỏ qua ngân hàng của chị ngay lập tức đúng không ạ? Và sẽ không cho ngân hàng của chị luôn đúng không ạ? Phải có mã H5 và có số điện thoại B mới lên ngân hàng nữa chị nhá. Chị Anh Mary ơi, 1m57, chị nặng 50 kg, mặc size M cho em, để lại cho em là H5 kèm màu và kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Hoa Mai 50 kg cũng mặc size M cho em nhá. Rồi cứ H5 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị Hồng Huệ lấy màu hồng nu cho em xin là H5 kèm số điện thoại cho em nhá, H5 kèm số điện thoại. Chị Kim Dung Quách là bao nhiêu đây ạ? 1m59 nặng 70 kg, mặc size 2XL cho em, để lại cho em H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Chị Thiên Phú Hoa ơi, 52 kg, mặc size M cho em nhá, cho em xin H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Em không kịp đọc chốt, các chị cứ để điện thoại cho em bên, em chỉ là nhân viên livestream thôi được chưa ạ? Các chị cứ để điện thoại cho em, ngày mai ngày kia bên sẽ chốt bằng sạch cái mã này được chưa ạ? 70 kg mặc size XL này, chị Thiên Phú Hòa 52 kg mặc size M cho em nhá. Rồi đang sale, còn đang sale kịch sàn là còn 190.000 đấy ạ. Đúng rồi, có cúc đấy chị ạ, cúc một loạt từ đây xuống đấy luôn, từ trên cổ áo xuống đây là toàn cúc hết nhá, nó quá sang và quá đẹp luôn đấy. Các chị hãy sắm cho mình một chiếc váy đẹp không hề hở một tí nào luôn nhá. Đi ra ngoài đường, mặc đi ra ngoài đường thì đều ok hết nhá các chị nhá. Mặc ra ngoài đường này, các chị nhìn này, không phải là váy 2 giây bình thường đâu chị nhá, đây là váy bên váy cọc tay cổ thuyền nhá, cổ thuyền nó quá sang luôn, quá sang chảnh luôn. Mặc đi đâu cũng đều ok hết, đi chơi với người yêu này, đi chơi với chồng, đi chơi với bạn bè, đi chơi với bất kỳ đây ở đâu ấy. Hoặc các chị có thể mặc đi biển nhá, cũng đều ok hết luôn, vô cùng đẹp đấy ạ. Chị Phan Tú Anh 65 kg mặc size XL cho em xin H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Ngọc Tỷ Phó comment size Phú Pháp rồi, chị cho em xin mã H5 và kèm theo số điện thoại của mình. Thì bên em mới lên đơn hàng được cho chị nhá. Chị comment có mỗi màu vàng, size M và số điện thoại không, không có H5 thì em sẽ không thể lên hàng cho mình được chưa ạ? Rồi cứ lại cho em là H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Nguyễn Kim Đức 48 kg, 1m62, nặng mà chị mặc size M cho em nhá, cho em xin H5 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? 54 kg mặc size M cho em, để lại cho em H5 và kèm theo số điện thoại của mình các chị ơi. Chất liệu van quá là mát luôn. Váy của em thì không hề hở một tí nào luôn nhá, đây không hề hở tí nào luôn. Mặc đi chơi, đi du lịch này, đi bất cứ nơi đâu, đi chơi với người yêu, đi chơi với chồng họ đều ok hết nhá. Màu vàng size M cho em xin H5 và kèm theo số thoại của mình được chưa ạ? Chị Hoa Tây bao nhiêu một váy? 190.000 một váy thôi chị nhá. Có 3 màu này đang mặc trên người em, đây là màu hồng nu, đây là màu đỏ, đây là màu vàng. Màu vàng rất là sang luôn được chưa ạ?
cái vàng treo ở trên vừa không chị? Đây là size S nhá, còn size M, L, XXL và 2XL sẽ to hơn rất là nhiều được chưa? Chị Huyền Nguyễn ơi, một váy bên em có giá bán là 190.000 một chiếc nhá, chị lấy cho em xin H5 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Kim Đức mặc size M cho em, để lại cho em H5 kèm số điện thoại nhá. Chị Nhiêu Nguyễn 52kg mặc size M cho em xin H5 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em mặc màu vàng được không chị? Hiện tại em đang treo mẫu ở đây thì chị có thể nhìn qua cái dáng váy nhà em đúng không ạ? Cái chiều vai của váy này của em thì nó sẽ dài đến qua đầu gối một chút xíu của chị này. Đây, nó sẽ qua đầu gối một chút xíu như này được chưa ạ? Đấy, ok chưa ạ? Mà không hề hở một tí nào luôn các chị nhá, không hề hở một tí nào luôn. Rồi cứ H5 và kèm theo số điện thoại của mình thôi. Em không kịp đọc chốt thì các chị cứ để ý điện thoại nhá. Bên em sẽ gọi điện cho hàng tư vấn size, tư vấn màu cho chị xong được chưa ạ? Chị Thiên Phú Hoa H5 màu hồng cho em xin H5 kèm số điện thoại nhá. Phải có H5 kèm số điện thoại bên em lên đơn hàng được chưa ạ? Chị Lương Nguyễn 54kg mặc size M cho em, để lại cho em H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Rồi chị Huyền Đinh Chí Nguyên 46kg mặc size S cho em, để lại cho em H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Các chị ơi, các chị lưu ý cho em sẽ chốt cái mã H5 này trong khoảng 2 phút nữa thôi nhá. Là em sẽ kết thúc cái livestream này ngay, bởi vì là em còn rất là nhiều việc đang phải làm được chưa ạ? Nên các chị còn chị là muốn chốt thì chốt luôn cho em là H5 và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn đúng không ạ? XXL là từ 70kg tới 76kg mặc size XL nha chị Phúc Trai Mai nhá. Chị Đinh Chí Nguyễn đúng không ạ? 46kg mặc size S cho em đúng không ạ? Ok chị yêu của em nhé, chị Nam Cáo. Chị Nam Cáo đang gửi số điện thoại địa chỉ cho em, chị Nam Cáo nhờ. Chị Nam Cáo lấy màu gì? Ok chị Ngọc Tỷ Võ nhá, chị Lương Nguyễn này. Em xin nhắc lại cho những chị vào sau để trước khi em kết thúc cái livestream này nhá. Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau là cái mã H5 của bên em là có giá bán 190.000 một váy nhá. 190.000 một váy thôi, và size của chiếc váy bên em là từ 40 cân cho tới 75kg. Từ 40 tới 75kg nhá. Em cảm ơn anh Duy Thanh đã quen em, đã khen shop em là đồ xinh được chưa ạ? Rồi từ 40 tới 75kg em có đủ size được chưa ạ? Nên còn chị nào mà ở lại còn chị nào đang xem livestream thì muốn chốt cái mã này thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này. Tại vì là em cũng livestream khá lâu rồi đúng không ạ? Chị Thảo Phạm ơi, bao nhiêu cân mặc vừa được chưa ạ? Size của em là từ 40 cân cho tới 75kg nhá chị Thảo Phạm nhá, để lại cho em là vừa H5 kèm màu và kèm theo số thật của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Trinh tiếp theo nhá. Rồi cứ để lại cho em là H5 kèm màu và kèm theo số thật của mình trên cùng một cho em đúng không ạ? Chất liệu của nó chất liệu toan nhá, toan vô cùng mát luôn chị An Nguyễn nhá, rất là mát và rất là đẹp luôn nhá. Các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy như này mặc trên người đi ạ. Em thấy nó thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Giờ cái thời tiết đang rất là nóng, từ 35 tới 40 độ C, rất là nóng đúng không ạ? Ok chị Nam Cáo, hôm nay mình rất là may mắn đã trúng mini game của nhà em đúng không ạ? Hôm nay chị và hai chị nữa đã may mắn đúng không ạ? Còn chị nào muốn chốt cái mã H5 này là không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này nhá, tại vì cái thời gian em livestream cũng khá lâu rồi đấy ạ. Các chị có thể bỏ đai ra, để bỏ đai ra, không thắt đai thì cũng đều ok hết nhá. Và em có 3 màu, đây là màu vàng này, vàng, hồng, nu và đỏ luôn nhá. Vàng, hồng, nu, đỏ được chưa ạ? Giúp nhá. Em sẽ chốt cái mã H5 này trong khoảng 1 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị là muốn chốt cái mã H5 của em thì chốt luôn cho mã H5 để em kết thúc cái livestream này được chưa? Váy cổ thuyền rất là xinh luôn. Màu đang mặc của em là màu hồng nu nhá chị Phúc Trai Mai nhá. Chị lấy thì để lại cho em là H5 và kèm theo số điện thoại của mình được chưa? Chị Thúy Hằng bây giờ ấy vào đúng không ạ? 190.000 một chiếc váy em đang mặc trên người nhá, 190.000. Đây cái này, cái tay áo của nó tay bo chun nhá, chun bo gấu được chưa ạ? Bo gấu nhá. Váy xanh cạnh váy vàng là váy nào nhỉ? Chị Quỳnh Như ơi, váy của em có size từ 40 cân cho tới 75kg chị ạ. Từ 40 tới 75kg đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã H5 của em nữa không thì chốt luôn cho em để em kết thúc cái livestream này nhá. H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Đây là màu đỏ bên em, đây là màu đỏ đây. Màu đỏ đây là màu vàng, còn đang mặc trên người em đây là màu hồng nu nhá. Màu hồng nu thì nó vô cùng sang luôn. Còn cái dáng váy của em, dáng váy của bên em sẽ là dáng váy nó dài qua đầu gối một chút xíu thôi, nhưng mà nó vô cùng sang nhá, vô cùng sang, vô cùng đẹp. Các chị ơi, em mà bật mí một cái này nhá, các chị mua váy, các chị đừng lên mua những cái chiếc váy mà nó dài tới nửa đùi thôi thì mặc rất là quê và không hề sang lượng tí nào luôn. Các chị hãy sắm cho mình một cái chiếc váy mà như đang mặc trên người đi ạ.
Em thấy rất là đẹp luôn nhá, và nó vô cùng sang luôn nhá. Nó dài được qua đầu gối một chút xíu thôi, mặc lên người vô cùng sang và vô cùng đẹp luôn đấy ạ. À, chị Lưu Hải Lý ơi, bây giờ chị vào đúng không ạ? Váy bên em có giá bán là 190.000, có 3 màu chị nhá, size từ 40 đến 75 kg nhá. Chị muốn mua sản phẩm này của em có thể comment cho em là H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Bên sẽ bỏ qua tất cả những đơn hàng khi các chị để lại cho em mỗi số điện thoại mà không có mã thì em sẽ bỏ qua ngay lập tức như đơn hàng đó đúng không ạ? Bên chỉ chấp nhận những cái đơn hàng mà để lại cho em theo đúng cú pháp là mã H5 này, kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thôi chị nhá. Cứ H5 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Bao nhiêu kg mặc vừa, từ 40 cân cho tới 75 kg nhá. Từ 40 tới 75 kg bên có đủ size của chị này. Rồi chị ơi, còn chị nào mà chưa kịp comment ở đây thì các chị có thể chụp lại màn hình này và gửi qua inbox messenger của shop em đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái live stream này nhá. Hẹn gặp lại tất cả các chị trong những buổi live stream tiếp theo của anh em. Và các chị ơi, các chị hãy nhớ là bật chế độ theo dõi này và chế độ xem trước của shop dáng mi bên để cập nhật những cái mẫu mới thường xuyên nhá. Vào đầu chương trình thì bên em hay có chương trình tặng quà chơi mini game và giá sốc vô cùng sốc luôn này. Nên các chị muốn săn hàng rẻ thì các chị hãy vào ngay từ đầu chương trình để săn hàng rẻ của bên em đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái live stream này và xin chào và hẹn gặp lại ạ.